Ok, hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các anh em về một thứ đó chính là vì sao Android lại cần nhiều RAM hơn iOS Mà thực ra thì cái câu Android cần nhiều RAM hơn iOS là cái thứ mà chúng ta tự mặc định trong đầu Bởi vì từ xưa đến nay thì iPhone luôn có xu hướng là ít RAM hơn điện thoại Android Ví dụ như là iPhone 13 Pro Max bây giờ nó cũng mới chỉ có là 6GB RAM mà thôi Có điện thoại Android flagship bây giờ nó đã có đến là 8GB, 12GB và 16GB RAM rồi Nên là nhiều người tự mặc định rằng là Android cần nhiều RAM hơn iOS đấy chứ còn thực tế không phải lúc nào nó cũng như vậy mỗi kiểu ứng dụng thì nó sẽ lại có một cái kiểu ăn dung lượng bộ nhớ khác nhau và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với cả anh em như anh em đều biết thì khi mà một ứng dụng được viết trên smartphone thì nó sẽ phải được viết dựa trên một cái ngôn ngữ lập trình nào đó. Ở trên iPhone thì ngôn ngữ được sử dụng đó chính là Objective C và sau này là Swift. Còn ở trên Android thì nó sẽ sử dụng Java và đây là hai trường phái hoàn toàn khác nhau. Objective C hay là Swift nó đều được viết để mà chạy native trên một loại phần cứng cố định nào đó. Native ở đây có nghĩa rằng là sau khi mà code được phiên dịch xong ấy, CPU hiểu luôn, không lằng nhằng, không hề có bất kỳ một bước trung gian nào cả. Ví dụ như là app ở trên iOS nó sẽ chỉ chạy trên có iPhone mà thôi, tức là nó sẽ chỉ chạy được trên con chip của Apple mà thôi chứ không chạy trên bất kỳ một loại phần cứng nào khác của Intel hay là của AMD. Và đó cũng chính là chủ đích của Apple muốn đóng mọi thứ vào một cái hệ sinh thái. Còn Java nó sẽ phải đi qua một cái lớp trung gian ở giữa, đóng vai trò như là một người phiên dịch. Lợi ích của việc đi qua bước trung gian này đó chính là nó sẽ giúp cho ứng dụng nó có thể chạy trên nhiều thiết bị nhất có thể. Ví dụ như anh em có thể thấy rằng là Java có ở trên điện thoại này, máy tính này, tablet này, Smart TV này, Raspberry này, nó có thể tương thích được với mọi thiết bị. Tuy nhiên, có một cái nhược điểm của việc đi qua lớp ngôn ngữ trung gian này đó chính là nó sẽ phải đi qua một lớp máy ảo để mà chuyển từ code trung gian thành code native trên một loại phần cứng cố định nào đó. Về cơ chế hoạt động của máy ảo thì mình cũng đã có một video giải thích rất là kỹ rồi, anh em có thể là xem lại nhé. Còn qua đây thì cái điều mà mình muốn chia sẻ đó chính là code ở trên Android ấy, nó sẽ phải đi qua thêm một cái bước trung gian nữa trước khi nó được chuyển thành code native thực sự. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc rằng là Java nó sẽ cần nhiều bộ nhiều hơn. Để mà cho anh em có một cái ví dụ thực tế dễ hình dung hơn ấy, thì đây là các ứng dụng chạy trên cả Android và iOS và dung lượng RAM mà chúng sử dụng. Và đúng là cùng một ứng dụng nhưng mà chạy trên Android bao giờ cái lượng RAM nó cũng sẽ nhiều hơn so với cả iOS Nhiều ứng dụng nó còn gấp đôi hay là thậm chí Twitter nó còn gấp 3, gấp 4 lần Tính trung mình ra thì cái lượng RAM mà những ứng dụng Android nó cần nhiều hơn 40% so với cả iOS Nên là anh em sẽ thấy rằng là nếu mà cùng một đời iPhone có 6GB RAM thì điện thoại Android nó sẽ là 8GB Ok, mình biết rằng là có thể là anh em cũng chưa tin lắm Anh em sẽ bảo rằng là ôi dồi ôi, chẳng qua là do Apple tối ưu ngon thôi, Android tối ưu cùi thôi À, nhưng mà thực tế khi mà chúng ta chuyển qua games thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thông thường thì game sẽ được viết native trên cả android lẫn ios android thì có phần mềm unreal ios thì sẽ có unity và code được viết dòng nó sẽ được phiên dịch native trên cả android lẫn ios nhanh nhất có thể và sau khi kiểm chứng lượng ram mà các game phổ biến hiện nay tiêu tốn ấy thì kết quả cũng rất là thú vị có game thì android nó tốn nhiều ram hơn có game thì ios nó lại tốn nhiều ram hơn vẫn biết rằng là cái kết luận này nó vẫn còn bị ảnh hưởng bởi một vài những yếu tố khác ví dụ như là hiệu ứng game khác nhau một chút này API khác nhau này nhưng mà chỉ ít ra là bây giờ cái kết quả nó đã có sự trả lại cho nhau. Game thì iOS cần nhiều RAM hơn, game thì Android cần nhiều RAM hơn. Thay vì chênh lệch hoàn toàn như là khi chạy những ứng dụng productivity như lúc nãy mình có chia sẻ. Tức là về các bạn nếu như mà cùng chạy native code ý, thì cả Android và iOS nó cũng sẽ đều xịn như nhau hết. Ở đây chẳng qua là đối với cả những ứng dụng productivity, Android sẽ phải đi qua thêm một bước trung gian nữa nên là nó mới tiêu tốn nhiều bộ nhớ hơn. Ok và đó là cái ý chính mà mình muốn chia sẻ với cả anh em về cái lý do vì sao mà Android cần nhiều RAM hơn iOS mà có đúng thật rằng là Android cần nhiều ram hơn iOS hay không thực ra thì nó cũng còn một vài những lý do nữa tác động đến cái lượng ram mà Android sẽ cần nhiều hơn ví dụ như cơ chế chạy ngầm chẳng hạn ở trên Android thì nó sẽ cho ứng dụng chạy ngầm thoải mái ví dụ như là anh em tải một thứ gì đó trên telegram này hay là upload ảnh ở trên google photo ấy thì anh em thoát cái ứng dụng đó ra ấy, nó vẫn tải ngầm bình thường còn ở trên iOS ấy nó sẽ sử dụng cơ chế sandbox ứng dụng dưới nền gần như nó sẽ đứng im muốn tải cái gì thì anh em sẽ phải là đến tận nơi và tận nơi mở nó ra ấy, thì nó mới tải cho anh em riêng cái khoản này thì mình thấy rằng là thích android hơn ăn nhiều ram hơn một chút nhưng mà nó lại tiện lợi hơn chạy ngầm sướng hơn và có câu rằng là android is king of multitasking và mình cũng thấy nó đúng ok và đó chính là toàn bộ những chia sẻ của mình rằng là vì sao android lại cần nhiều ram hơn ios xét về tổng thể thì đúng là android cần nhiều ram hơn ios thật À, game thì có thể là bằng nhau bởi vì game chạy trên native còn đa số đối với cả những ứng dụng productivity hay là đối với cả những tác vụ chạy ngầm ấy thì Android nó sẽ cần nhiều hơn Ok, và hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy yêu thích video này Nếu như mà các bạn cảm thấy video này hay Thì đừng quên subscribe channel để ủng hộ mình nhé Và nhớ rủ tất cả bạn bè cùng sắp nhé Xin đấy Còn bây giờ thì xin chào và Hẹn gặp lại